Cô chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay cô và các bạn cùng đến với tiết học âm nhạc lớp 4 tuần thứ 28. Ở tiết học này, các bạn cần học hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát. Bên cạnh đó là việc các bạn biết kết hợp bổ đệm theo phách của bài hát. Và trước khi học tiết nhạc, cô mời các bạn cùng khởi động giọng với bài hát chúng ta đã học tuần trước. Đó là bài Chú voi con ở bản Đôn. Cô mời các bạn cùng khởi động giọng với bài hát nhé. Rồi, bây giờ cô mời các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan, nhạc và lời của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Cô mời các bạn tìm hiểu sơ lược về tác giả, các bạn tự tham khảo giùm cô nhé. Và bây giờ cô mời các bạn cùng nghe qua bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan một lần nhé. Có hai lời nhé các bạn. Bây giờ cô mời các bạn chúng ta cùng tập lời một trước. Cô mời các bạn đọc qua lời một một lần. Lời mỗi lời cô chia làm hai đoạn, đoạn một và đoạn hai. Bây giờ chúng ta cùng nhau tập đoạn một trước nha các bạn. Đoạn một có bốn câu. Cô mời các bạn nghe câu đầu nhé. Rồi bây giờ cô mời các bạn nghe và hát theo. Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn. Rồi khi chúng ta hát câu 1, 2, 3 lần, sau đó chúng ta sẽ tập tiếp câu số 2 nhé các bạn. Cô mời các bạn nghe câu số 2. Biên giới sâu khôn ngăn mỗi giây thân tình.
Ở câu số 2, các bạn chú ý giùm cô chữ giới các bạn hát luyến lên. Đó là biên giới sâu. Cô mời các bạn hát lại câu số 2 nha. Biên giới sâu, còn ngàn môi dây thương tình. Thiếu tình thì chúng ta ngưng dài 2 phách. Bây giờ chúng ta sẽ hát lại câu 1 và câu 2 nha các bạn. Ngàn dặm xa, còn ngàn anh em kết đoàn. Biên giới sâu, còn ngàn môi dây thân tình. Cô mời các bạn hát câu 1, câu 2, 2 đến 3 lần. Sau đó chúng ta sẽ tập tiếp câu số 3. Các bạn chú ý nghe câu số 3 nha. Cô mời các bạn cùng hát theo cô câu số 3. Loài giặc kia khôn ngàn tình yêu chưa chan. Các bạn sẽ hát 2 đến 3 lần câu số 3. Sau đó chúng ta sẽ tập tiếp câu số 4. Cô mời các bạn nghe câu số 4. Cô đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình. Cô mời các bạn nghe lại câu số 4. Cô đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình. Và bây giờ cô mời các bạn hát luôn câu số 3 và câu số 4 với nhau, nói lại giùm cô nha. Loài giặc kia khôn ngàn tình yêu chưa chan. Cô đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình. Các bạn hát câu số 3 và câu số 4 3 lần giùm cô. Sau đó chúng ta sẽ nói lại từ câu 1 đến câu số 4 nha các bạn. Ngàn dặm xa, khôn ngàn anh em kết đoàn. Biên giới sâu, khôn ngàn môi dây thân tình. Loài giặc kia, khôn ngàn tình yêu chưa chan. Cô đoàn thiếu nhi, hằng mong yên vui thái bình. Các bạn sẽ tập hát đoạn 1 nhiều lần, 2 đến 3 lần trở lên. Cho chúng ta hát suôn sẻ xong chúng ta sẽ tập qua đoạn 2. Cô mời các bạn hát câu số 1 của đoạn 2. Vui liên hoan thiếu nhi thế giới. Trong câu số 1 của đoạn 2, các bạn chú ý chữ thế, các bạn chữ liên lên những cô nha. Nghe lại câu số 1. Vui liên hoan thiếu nhi thế giới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp câu số 2 của đoạn 2 nha các bạn. Ta ca hát vang lên niềm vui. Các bạn hát lại một lần nữa nha. Ta ca hát vang lên niềm vui. Rồi cô mời các bạn hát câu số 1 và câu số 2 của đoạn 2. Vui liên hoan thiếu nhi thế giới. Ta ca hát vang lên niềm vui. Các bạn hát hai câu đó 3 lần và chúng ta sẽ tập tiếp câu tiếp theo nha các bạn. Ca vang lên tây nam tây qua biên môi. Cô mời các bạn làm lại một lần nữa nha. Ca vang lên tây nam tây qua biên môi. Các bạn hát 2 đến 3 lần câu đó xong chúng ta sẽ hát câu tiếp theo. Trong tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời. Một lần nữa nha các bạn. Trong tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời. Và hát luôn câu cuối cùng nha. Vì câu cuối cùng nó ngắn mà cũng dễ nên chúng ta sẽ hát luôn câu cuối cùng. Vang khúc ca yêu đời. Chúng ta hát lại câu cuối cùng lần nữa nha các bạn. Vang khúc ca yêu đời. Và bây giờ chúng ta sẽ hát lại ba câu cuối nha. Ca vang lên nha các bạn. Ca vang lên tây nam tây qua biên đôi. Trong tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời. Vang khúc ca yêu đời. Sau khi chúng ta hát được đoạn 2 rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hát lại nguyên một đoạn 2 luôn nha các bạn.
Bây giờ cô mời các bạn hát nguyên một đoạn hai luôn nha. Liên hoan thiếu nhi thế giới, ta ca hát vang lên niềm vui, ta vang lên tay nắm tay qua bên núi, trong tương lai từ sáng tinh lên theo nhịp đời, thắng khúc ca yêu đời. Và bây giờ cô mời các bạn nối vô từ đoạn 1 và đoạn 2 thì chúng ta sẽ hát được lời 1. Cô mời các bạn nha. Sau khi chúng ta đã hát được lời 1 rồi thì chúng ta sẽ hát thử qua lời 2 luôn nha các bạn. Lời 2, cô mời các bạn đọc lời 2 qua một lần. Sau đó chúng ta sẽ hát thử lời 2. Bây giờ cô mời các bạn hát thử lời 2. Vì lời 2 tiết tấu cũng như lời 1, giai điệu và tiết tấu cũng như lời 1 nên cô mời các bạn hát thử lời 2 luôn nha. Không chia tấm lòng, cơn kính chiêu không ngăn chúng ta trao tình. Cùng hoàng đông không ngăn đoàn ta ước mong một ngày sáng tươi, cùng nhau liên hoan thái bình. Vui liên hoan thiên nhi thế giới, ta ca hát vang lên niềm vui, ca vang lên tay nắm tay qua biên môi. Trong tương lai tươi sáng tin lên theo nhịp đời, vang khúc ca yêu đời. Sau khi chúng ta đã hát được lời 2 thì chúng ta sẽ tập hát nguyên một bài luôn. Ở nhà các bạn sẽ hát nhiều lần lời 1 và nhiều lần lời 2, sau đó chúng ta sẽ ráp luôn nguyên một bài nha các bạn. Sau khi các bạn đã hát suôn sẻ bài hát rồi thì bây giờ cô sẽ mời các bạn chúng ta cùng tập hát kết hợp vỗ đệm theo phách nha. Cô đã đánh dấu vào những chữ chúng ta cần vỗ khi hát để chúng ta có được kiểu vỗ đệm theo phách. Và bây giờ cô mời các bạn cùng tập hát và vỗ đệm theo phách với cô một lần. Đàn biên giới sâu khôn ngăn môi dây thân tình, loài rằng kia khôn ngăn tình yêu chứa chan của đàn thiếu nhi, hàng mong niềm vui thái bình. Vui liên hoan thiên nhi thế giới, ta ca hát vang lên niềm vui, ta vang lên tay nắm tay qua biên môi, trong tương lai tươi sáng tin lên theo nhịp đời. Chia tấm lòng, cơn chiến tranh khôn ngăn chúng ta tra tình. Cùng hoàng đông khôn ngăn đàn ta ước mong một ngày sáng tươi, cùng nhau liên hoan thái bình. Vui liên hoan thiên nhi thế giới, ta ca hát vang lên niềm vui, ta vang lên tay nắm tay qua biên môi, trong tương lai tươi sáng tin lên theo nhịp đời, sáng khúc ca yêu đời. Ở nhà các bạn tập hát và vỗ đệm theo phách nhiều lần nhé các bạn. Qua bài hát này các bạn mong ước điều gì?
các bạn hãy suy nghĩ và tìm cho mình một câu trả lời ưng ý nhất nhé. Cô mời các bạn tham khảo nội dung bài hát. Ở nhà các bạn học thuộc lòng bài hát lời 1 trước. Sau đó nếu các bạn có thời gian thì các bạn học thuộc thêm lời 2 cũng tốt. Các bạn tập hát và kết hợp bổ đệm theo phách nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chúc các bạn có một tiết học thật vui. Cô chào tạm biệt các bạn.